Thần tài gọi tên 6 con giáp dịp Trung thu 2024, phần 2. Thần, dịp Trung thu năm nay sẽ mang đến một làn sóng may mắn cho tuổi Thân. Người tuổi Thân rất giỏi khám phá, nắm bắt các cơ hội kiếm tiền, dù là trong đầu tư kinh doanh khởi nghiệp hay phát triển nghề tay trái, tuổi Thân đều tạo ra những bước đột phá, đạt được thành tựu đáng kể. Người tuổi Thân nghĩ ra được nhiều phương thức làm giàu. Tờ China Times gợi ý con giáp này nên cân nhắc một số sản phẩm quản lý tài chính với khoản đầu tư cố định hàng tháng. Hợi, những người tuổi Hợi trung thực và đáng tin cậy sẽ gặp may mắn về tài chính trong dịp Trung thu sắp tới. Tuổi Hợi có chí kiên định, vững vàng và siêng năng, con giáp này có thể thực hiện tốt việc quản lý và đầu tư tài chính, đạt được mức tăng trưởng tài sản nhanh chóng. Khi hợp tác với gia đình hoặc bạn bè, tuổi Hợi cũng có thể đạt được những lợi ích về tài chính bất ngờ, tích lũy thêm của cải và tiến gần hơn với mục tiêu thịnh vượng mà bản thân mong muốn. Dậu, vào dịp Trung thu năm 2024, người tuổi Dậu vô cùng may mắn, con giáp này được quý nhân giúp đỡ trong công việc, nhận được nhiều cơ hội hợp tác, thậm chí được thăng chức. Về tài lộc, tuổi Dậu có thể có khoản tiền bất ngờ như tiền thưởng, được lì xì, v.v. Để cải thiện vận may tài chính, tuổi Dậu nên tham gia nhiều hoạt động xã hội hơn và kết bạn mới, nâng cao kỹ năng chuyên môn, duy trì thái độ lạc quan.